chào các chị, hôm nay em lên áo màu ba thiêu cho mấy chị 70.000 áo nha. 70.000 áo và ba thiêu nha mấy chị. Vải chiến này á, đợt này em có kết cườm cho các chị luôn. Các chị nào thích kết cườm thì thêm 10.000 một áo giùm em ha. Đây em mặc cái áo mà mới vừa kết xong cho các chị nè. Đây. Kết cườm vòng vòng cổ nha mấy chị nè. Kết cườm cổ nè, kết cườm tay ha. Và mẫu thiêu này em sẽ kết cườm vào từng cái nhị bông nha các chị. 10 thêm 10.000 nữa là kết cườm vòng má nhị bông cho các chị nè. Ha, nhị bông thì em sẽ kết cườm lớn một chút xíu. Còn cái tay á, với cái cổ em kết cườm 4 ly nha mấy chị. Đẹp lắm. Có kết cườm thì thêm 10.000 giùm em. Ví dụ như á, dạ em chào chị Yến Nhi, ví dụ như bây giờ các chị mua 5 cái áo đi. Mà trong đó các chị thích hai cái áo màu nào? Màu nào mà để kết á, thì báo lại em ha. Ví dụ như thích hai cái áo màu đỏ hay màu xanh gì đó kết cườm thì báo em sẽ cho người kết cho mấy chị nha. 10.000 một cái. Đây em đang mặc là xanh ngọc. Em đang mặc là xanh ngọc nha các chị, 45 đến 75 kg, em có size 1 tới 6 áo xanh mà em đang kết trên người nha. Dạ con chào cô Lợi. Kết lên nó nhìn rất là sang nè. Mấy chị nhìn từng cái đường kết nè. Kết cược cái này em mới làm, kết luôn cái nhị bông cho các chị nha. 70.000 một áo nhưng mà có kết cườm thêm 10.000 giùm em nha mấy chị. Để em cố tình em làm vậy để cho các chị mà ví dụ như có những chị thích kết thì kết. Trong 5 cái kết đó thì ví dụ 5 cái 5 màu mà kết 2 màu còn 3 màu kia không kết thì em cũng làm cho các chị luôn ha. Rồi chốt giùm em áo mà này màu xanh ngọc, 45 75 kg 70.000 áo nha. 70.000 một áo giùm em nha mấy chị ơi. Quá trời đẹp luôn, 70.000 cái áo và ba quần 60 giùm em nha. 70.000 một áo. Dạ em cảm ơn chị Cẩm Hằng. 70.000 một áo em đang mặc có kết cườm nữa thì thêm 10.000 giùm em. Em có xanh ngọc. Cái gì mà lạ nó sao lên ngoài vậy trời. Phái đụng da đụng thịt nhau lắm hay sao. Rồi chốt giùm em xanh ngọc size từ 1 cho tới 6, 70.000. 70.000 còn áo có kết cườm là thêm 10.000 một cái giùm em là 80. Ha, kết cườm tự em làm. Cườm này tới gần 300.000 một ký lần các chị. Kết vô từng cái nhị bông cho mấy bà luôn, em làm đó. Rồi chốt em xanh ngọc anh chị đủ màu số 1 lên đây. 70.000 một áo giùm em, còn cái bông sen này là thêu trực tiếp nha. Cái bông này không phải bông sen mà kêu bông gì á, giống như bông hồng vậy. Chốt giùm em xanh ngọc 70, xây từ 1 cho tới 6. Mấy chị cứ mua đi, thích màu nào kết lên thì báo em sẽ cho nhân viên kết 10.000 một cái ha công. Cho mấy chị mấy cô có công chuyện bằng mấy chị. Có công chuyện làm. Đủ cho đụn á. Rồi chốt giùm em xanh ngọc 1 đến 6 nha mấy chị ơi. 70.000 có kết cườm thì thêm 10.000 một áo giùm em. Muốn kết màu nào, muốn kết cái màu nào kết. Ví dụ giờ chọn 5 màu. Trong đó chọn 5 màu mà cái màu tím nè, ví dụ cái màu tím. Quần trắng có em, quần 60, quần có màu trắng và màu đen. Quần này là quần thun nha. Chốt giùm em tím cà, ví dụ như mua 5 áo đi. Mua 5 áo mà có 1 áo, 2 áo gì kết báo em. Ừ, màu xanh chị kết nè. Màu đỏ chị kết nè, màu vàng chị kết. Còn mấy cái khi chị không kết thì báo em ha. Chốt giùm em màu này là màu tím qua cà. Xây từ 1 tới 6. Riêng về áo thiêu em sẽ kết luôn các chị cho các chị nha. Chốt giùm em là tím cà. Màu này là màu hồng đậm nha mấy chị ơi. Màu hồng đậm giùm em 70.000. Hồng đậm. Rồi em có màu vàng. Quần trắng size 4 chốt cho Xu Hào. Rồi chốt giùm em là màu vàng. Vàng đẹp lắm, xíu em mặc cho. Đó. Vậy sao không anh được phiếu? Chỉ có cái em mặc là có kết thôi, còn mấy cái kia là không có kết nha. Chốt giùm em vàng. Chỉnh cái máy hình lại coi. Rồi chốt giùm em cái này là xanh dương. Xanh nước biển nha, gì kỳ vậy.
giùm em mã này là mã xanh dương 70.000, có kết pha lê, có kết cườm. Điện thoại này anh không gài được mà. Hả? Ờ đúng rồi, vì theo cô kem mà. Chốt giùm em ha, 70.000 một áo, có kết thì thêm 10.000 giùm em. Tiền ship 30.000 một đơn hàng nha mấy chị ơi. Có áo trơn kết nữa, chút xíu áo trơn em về. Không có lụa chị. Rồi chốt giùm em màu này là màu hồng dâu nha mấy chị. Hồng dâu có kết thì thêm 10.000 một áo giùm em. Có đen. Có đen giùm em 45 cho tới 75 kg. Mấy áo này là áo trơn 70 có kết, cùng như em đang mặc thì 80. Đen. Chốt giùm em màu này là màu cà rốt. Chốt giùm em màu này là màu cà rốt 1 đến 6 luôn. Đỏ đô. Đỏ em có hai màu, đô và tươi nha. Đỏ đô và đỏ tươi, đỏ đô nè. Trời ơi 70.000 để về luôn. Chốt giùm em màu này là màu hộp gà. Hộp gà nha mấy chị ơi, 70, áo có kết cườm là 80. Rồi chốt giùm em là màu này là màu xanh đậu. Xanh đậu chốt đơn giùm em 1 đến 6. Rồi, còn màu gì nữa? Rồi em đang mặc là xanh ngọc 1 đến 6, kết cườm là 80, không kết cườm là 70 giùm em. Cườm sẽ tết tay, hai tay, cổ và những cái nhị cũng có hoa này chốt em. À, xanh ngọc bé gấu ơi, chị mặc size mấy chốt đơn giùm em nha chế. Mặc size mấy chốt đơn giùm em nha. Khách quen ơi. Mặc size mấy chốt lại giùm em. Màu đỏ mình còn cái đỏ tươi nữa nè. Đỏ này chốt em đỏ đô. Không kết cườm thì 70, kết cườm em là 80, 10.000 áo. Kệ kiếm công chuyện cho mấy cô làm nè. Đỏ đô chốt em. Bé gấu ơi, chị mặc size mấy chốt lại em nha. Rồi chốt giùm em là đỏ đô 1 đến 6. Đẹp chưa? Xuất sắc luôn nha mấy chế ơi, 70.000 áo thêu trực tiếp nha. Nè. Thêu trực tiếp trên nền vải giùm em. Bé gấu cầm lại cái size đồ giùm em nha. Chị mặc size 3 hay size 4 hay size mấy báo lại giùm em. Rồi. Chốt em đỏ đô 45 cho tới 75 kg có size. Ha. 55 kg size 3 mẹ. Cho chiều cao đi chị ơi. 55 kg cao 1m6 thì mặc số 2, còn cao 1m5, mặc 53, 54 mặc số 3 giùm em. Rồi chốt giùm em là màu đỏ, đỏ đô. Em có đỏ đô nè, còn này đỏ tươi. Dạ em cảm ơn chị Lệ Quyền, còn cái này là đỏ tươi, em có hai màu đỏ 70.000. Có cườm thì 80. Chốt giùm em đỏ đô và đỏ tươi nè. Xuất sắc 70.000 giùm em đỏ đô, đỏ tươi nha. Rồi chốt giùm em là đỏ đô. Áo thiêu trực tiếp mà 70 có mình nên em bán giá này thôi các chị. Rồi lấy số 3 cho bé gấu đi em. Rồi cà rốt với đỏ tươi kết cường cho chị Yến Nguyễn. Cà rốt đẹp quá. Nè cà rốt này chế Yến Nhi ơi. Trời ơi cà rốt đẹp xuất sắc luôn chế. Kết cường lên nó sang dữ lắm mấy chế. Yến Nhi cà rốt với đỏ tươi. Số 2. Kết cường bỏ ra qua bên chị lấy cái sọt. Một áo là 70.000 chị ơi. Một bộ 70 chắc chết quá chị, không đủ vốn nữa chị ơi. Rồi một áo chốt giùm em là cà rốt. Cà rốt chỉ đỏ tươi. Chốt giùm em là cà rốt. Trời ơi, có cườm là 80 nha. Có cườm là 80, không có cườm là 70 một áo, giống như vậy 70 nè. Còn có cườm hồi nãy giống như cái áo xanh ngọc em mặc á là 80. Nói chung là có cườm là 10.000 áo giùm em nè. Cườm kết hết vòng cổ luôn. Rất là sang nha, kết tay luôn. Và kết cái hoa cho các chị. Cái hoa này mỗi cái nhị hoa đều có cườm. Rồi chốt giùm em, kiếm công an chuyện làm cho mấy cho mấy mấy cô mấy gì á mấy chị. Chứ em thì không có không làm cái này rồi. Chốt giùm em là màu cam đào.
cà rốt chốt giùm em 1 đến 6 70 ngàn áo. Cà rốt nè, em có xanh đậu luôn, cà rốt màu đỏ đô, màu xanh ngọc, xanh đậu rồi màu hột gà luôn mấy chị, đẹp quá, 70 ngàn giúp em gái nha. Mấy chị ơi, bắt đầu từ bữa nay là em có bán tấu nha mấy chị, đêm nào em cũng bán luôn. Cam đào 1 chốt Kim Anh. Chị Đăng Khôi ơi, cho em cân nặng với chiều cao em chốt đơn cho mình nha chị đẹp, chốt em xanh đậu nè. Quần là 60, em có màu trắng và màu đen nha mấy chế, quần có trắng và đen một túi giùm em nè. Rồi chốt em xanh đậu. Sang quá, hỏng kết cườm thì 70, còn có cườm là 80 giùm em. Cườm 10 ngàn áo. Cườm lên là nó rất là sang luôn, một chút xíu em có về áo và ba trơn nữa. Áo và ba trơn mấy chị mà kết cườm lên nó sang cực kỳ luôn. Cho em cân nặng chiều cao và số điện thoại đi chị Đăng Khôi ơi. Chốt giùm em là xanh đậu. Đây. Dạ. Em bữa nay em gửi em dồn đơn đi luôn nè chị. Để em dồn đồ này cho chị luôn ha. Đậu 1 em chốt cho chị Kim Anh. Chị Kim Anh kết cườm không? Chị Kim Anh cườm lên sang lắm nha. Chốt giùm em là màu hột gà. Rồi ok chị Đăng Khôi nè. Đăng Khôi lấy đỏ tươi số 3. Cho em số điện thoại nha chị. Cà rốt số 3. Trời ơi màu hột gà quá trời sang luôn. Xanh ngọc số 3. Trời ơi là trời, màu hột gà nó đẹp. Có 70 ngàn à mấy chị. Cà rốt là cái màu kia em. Cà rốt hết rồi lấy cây khác. Cà rốt hết rồi lấy cây khác. Rồi chốt đơn giùm em. Không không, trả lại cái dây sạc liền. Dây này không sạc được. Rồi xanh ngọc 3 cho chị Đăng Khôi, cho em số điện thoại nha. Đúng rồi. Dạ em cảm ơn chị Thanh Nguyễn nha. Rồi ai tên gì? Đăng Khôi nè, xanh ngọc. Ở cái đem kia của ai à? 70 ngàn một áo. Của Đăng Khôi đó. Ừ vậy thôi, Đăng Khôi. Còn cà rốt 1 cho chị Trình Bo nè. Như đó làm cũng lâu hết. Trình Bo áo xanh đậu số 1 cho Trình Bo luôn. Trình Bo nhận hàng em chưa chế. 70 ngàn một áo bông thiêu nha, chốt em là hột gà. À đơn em chiều nay đi nè nè. Hột gà 1 cho Kim Anh. Chị Nguyễn Thảo mặc size số 3 là đẹp lắm luôn nha chị. Ok chị Yến Nhi. Áo lẻ là 70, quần là 60 giùm em nha mấy chị ơi. Quần là 60, quần em có màu trắng và màu đen nha mấy chế. Quần em có hai màu ạ. Dạ bữa nay là bà ba chị ơi. Xanh đậu số 3 cho Mức Nguyên. Chị cô Mức Nguyên cô mặc size nào bên con dạ? Rồi em có đính ngọc trai, đính cườm lên, đính cườm là cong người nghèo áo nha, đính lên cườm cổ nè. Cườm cổ với cườm tay với những cái bông này, nhị bông nha, chốt giùm em. Cảm ơn em gái nè. Cái màu nào các chị thích, ví dụ như các chị mua ba áo phải không, các chị thích đính cườm một áo em vẫn làm cho các chị được nha. Nè, nói lên nó sang dữ lắm luôn các chị, em làm à. Cái áo này em mới làm xong nè. Đó và những cái hoa này nè, em đính vô luôn, rất là đẹp nha. Công 10 ngàn một áo nha. Trời ơi 45kg mặt số 1. Quần này là quần thun chị, quần lụa em mới về thêm nha chị ơi. 45kg nè chị, mặt số 1 giúp em đẹp lắm. Em 48kg nè. Quần này là thun, lụa nó sẽ rủ hơn chị. Dạ y chang chị Trúc Linh Bùi. Dạ y chang lấy dông giùm em nha. Rồi hai quần đen. Hai quần đen số 3 em chúc chị Linh Khôi. Đăng Khôi. Màu này là màu cà rốt, 70 ngàn một áo luôn á mấy chị ơi. Chia sẻ like giùm em nha, đẹp quá. Em bà ba em mai có một loại áo mà chị Trúc Linh. À lấy chị Mước Nguyễn số 2, đổi chị Mước Nguyễn số 2 đi em. Rồi em cảm ơn chị. Chốt giùm em đỏ này là đỏ tươi. Đỏ em có hai màu tươi và đô nha các chị, 70. Nếu mà có đính cườm lên thì thêm 10 ngàn nữa giùm em là 60 ha. Ủa 80 ha.
Rồi đỏ tươi nè, em có đỏ đô luôn, mít nguyên. Đổi xuống số 2 nè, em có đỏ đô nè, đậm hơn một tông nha. Cà rốt số 1 cho Hồng Hạnh vỏ, cho em số điện thoại nha chị. Đỏ đô đây, đỏ đô thì đậm hơn, còn em đang mặc là đỏ tươi. Đỏ 1 chốt Kim Anh, một quần trắng 45kg mặc số 1 cho Hồng Hạnh vỏ. Chị ai? Ai? Hồng Hạnh vỏ. Hồng Hạnh vỏ người ta cho cà rốt. Dạ không có riêu chị. Rồi chị Nguyễn Thảo mặc size 3 giùm em, áo không có cườm là 70, kết cườm là 80 nha. Em có đỏ đô và đỏ tươi nè, đẹp ghê luôn, xuất sắc. Áo co giãn mình chui đầu giùm em nha, bông này là em thiêu trực tiếp nè, thiêu luôn á mấy chị chứ không phải may vô đâu. Kim Anh là đỏ 1, ai ạ? Đỏ 1, Kim Anh đỏ 1, 70k chứ không phải là 70kg. Ôi là trời, u là chờ. Rồi chốt giùm em là màu này là màu hồng dâu nha. Quần em đang mặc 60. Em không có xanh riêu rồi chị. Trời ơi 70 ngàn áo rẻ rề luôn mấy chị ơi, em nói thiệt luôn quá trời. U là chờ. Chốt giùm em là hồng dâu nè mấy chế. Quần em có màu đen nữa. Của chị Hồng Hạnh vỏ là quần trắng số 1 nha. Rồi hai quần à. Rồi chốt đơn giùm em là hồng dâu. Về cắt cái này ra giúp em nha. Hồng dâu có 1, có 2, có 3, có 4, có 5, có 6. Trời ơi xuất sắc luôn. Như vậy không có đính cườm là 70, có đính cườm là 80. Đỏ đô số 2 cho chị Trúc Linh Bùi. Rồi ok em chốt. Cà rốt số 2 cho chị Trúc Linh Bùi. Cô lại cô cách cửa mong cô yêu. Số 5 hồng dâu cho cô Nguyễn Lợi. Là size 4 hả? Rồi là size 4 vậy chốt giúp em size 4 nha chị Thảo. Rồi chốt giùm em hồng dâu 1-5, 1-6. Trời ơi chốt giùm em màu vàng. Đỏ tươi số 2 chốt chị Mức Nguyên. Cái màu vàng này mà đi cườm lên một cái hắn y chang như là bà hội đồng luôn. Dạ có, muốn đính thì em mới đính lên chị. Còn bình thường là em chưa có đính nha chứ. Nè màu vàng. Trời ơi. Trời ơi trời, màu vàng nó đẹp. Xuất sắc luôn mấy chị. Trời ơi vàng một cho chị Kim Anh. Muốn đính cườm thì em mới đính lên chứ ơi, em mới kết lên cho chị nha. Cườm thì 80, còn không cườm là 70, chốt em vàng. Hồng dâu size 3, 3 áo cho cô Pha Kim. Cô Pha Kim đính cườm không cô? Hồng dâu. Hồng dâu là màu kia. Màu kế màu vàng. Đúng rồi. Tay 3, 3 áo. Rồi chốt giúp em là vàng. Trời ơi, xuất sắc luôn. Đính cườm lên bán ở sang lắm. Em có áo trơn vậy, chút xíu em có áo trơn vậy. Con có áo trơn vậy, chụp con bên em. Cô Pha Kim có lấy áo trơn á cô thì báo con ha. Chút xíu con có áo trơn vậy. Hồng dâu size 2 cho chị Xuân Nga Âm. Rồi em có màu đen luôn. Màu đen là màu chủ đạo. Màu đen lên cườm nó cũng đẹp lắm, lên rất là sang. Áo trơn lên cườm cũng đẹp lắm. Trời ơi màu đen nè mấy chế. Vàng 2-3 cườm cho cô Pha Kim nè. Đính cườm chị chứ không phải đính đá đâu nha. 6-7kg mặc quần size 4 cũng được, size 5 cũng được đó chị. Trời ơi màu đen. Tay cườm em có đính mới có một cái áo màu xanh ngọc mà em chưa thời gian. Nè cườm mới đính có một cái áo màu xanh ngọc thôi. Đính hết cái vòng cổ nè. Đính hết cái vòng tay. Và đính từng cái nhĩ hoa giùm em. Từng cái nhĩ hoa này luôn. Đen 1 em chốt chị Kim Anh.
Quần thun thì 6-7kg chị mặc được size 4, còn quần lụa là 6-7kg không có. À đính đá thì chị lít lưng bùi này, đính cườm chứ. Đính cườm màu đen chốt đen giùm em, 70.000, có cườm là 80, cườm sang lắm. Hồng đó cô ơi, hồng hồng cũng lấy hồng nào. Quần đen số 5 chị Thu Phạm, hồng cũng có hồng đậm nè cô, con có hồng đậm nha, chị cô lấy hồng này 2-3 cho cô Pha Kim. Áo màu nào cô thích cườm thì cô để chữ cườm cho con nha, để con biết con làm cho cô, kiếm công chuyện cho mấy cô mấy gì đồ mần mấy chị ơi, mấy đứa cháu rồi chứ. Vàng số 5 đến cườm với chị Quỳnh Phan, nào cườm chị dặn để qua bên có để không. Rồi hồng dâu số 4 với chị Lá Ngọc, chốt giùm em màu này là màu hồng đậm nha mấy chị, không cườm 70, có cườm 80. Ai vàng số 5 cho Quỳnh Phan nè, không phải cho nó bỏ tem nó đi, tem là màu quá bỏ. Hồng dâu số 4 cho Lá Ngọc, hồng dâu nhớ màu hồng dâu không. Chị Lai Trần ơi chọn màu giúp em, dạ lễ em không nghĩ luôn chị, bán luôn. Bán luôn 70.000 áo, có cườm thì 80, bán luôn không có nghĩ đẹp thì đẹp. Mấy ngày lễ là mấy ngày mấy chị ở không á, mấy chị nghỉ công ty đồ nhiều quá, mấy coi em like đang không nghĩ được. Dạ 70kg em có chứ, em đều xây nha, 70kg cho em chiều cao nha chị Nguyễn Thị Chi. Màu đen số 6 chốt chị Ngọc Yến Quỳnh, có cườm là thêm em 10.000 một áo nữa nha, em mướn người ta làm, kệ kiếm công chuyện mấy chị, mình làm cũng được nhưng mà thôi kệ đi, giống như mình làm phước đi ha. 55kg cho em chiều cao đi chị Hà Vĩnh Thanh. Chị Lai Trần lấy cho chị một áo số 1, chọn màu giùm em, chốt giùm em màu này là màu hồng đậm. Một áo bên em không có đi đơn chị yêu ơi. Đây mặc áo có cườm nè chế, áo có cườm em mới làm được không thái à, không ở xong có cườm lên như bà hội đồng vậy đó, sang lắm. Chốt em xanh ngọc, dạ chị Xuân Nga Ông em chốt rồi. Đây áo có cườm sang chưa, cái cổ này em đi lơi rơi cho mấy chị, cái tay nè sang lắm, cái bông này em đi nghỉ luôn. 55kg 55 số 3 giùm em. Dạ quần này quần lưng thun chị ơi, chị Chi Võ hả, mới gọi hồi 10 giờ em đi đơn rồi, chị shipper đang đóng hàng của chị rồi. Quần lưng thun 60, chốt em là xanh ngọc, tay dài nha mấy chị yêu nha, 70, còn có cườm là 80 giùm em, cườm sang không. Màu hồng đậm số 1 chốt chị Lai Trần nha, bên em không đi đơn một áo nha mấy chị, hồng đậm 1. Xanh ngọc 1 chốt Kim Anh, có cườm không Kim Anh, cậu cườm đẹp quá, có 10.000 xuất sắc luôn mấy chế, em bớt kéo lại được rồi đó mập ơi. Vậy về luôn hả, thôi về đi. Rồi chốt em xanh ngọc. Ví dụ như các chị mua 5 áo, trong đó có 2 màu các chị muốn cườm thì báo em, còn không cườm em gửi bình thường 70 ha. Có chị màu tối nè, tối giống như là em có đen nè, có đỏ đô nè, có xanh biển nè, nhiều tối mà chị. Để xíu đi em mặc lên màu tối cho chị, không cườm ha. Xanh ngọc C3 hai cái cho cô Pha Kim. Trời ơi, đứa này mới đúng là tiếng hoa cà luôn mấy chế ơi. Biên cái đầu với cái mốt đang chỉ có thêm cái nữa đằng góc đằng kia nè. Rồi rồi chị Lai Trần một cái quần đen số 1, em cảm ơn chị Pha Cô Kim. Pha Kim dụng dụng gì sát đó luôn á. Rồi chốt giùm em tiếng cà chị Kim Anh, cái màu xanh ngọc mà đi cườm đi thì có 10.000, nó đẹp dữ lắm. Chốt giùm em tím cà 1-6, đẹp quá. Dạ áo không là 70.000, có cườm lên tay lên cổ là 80, chốt em. Bơ 6 chốt chị Ngọc Yến. Rồi chọn màu giùm em đi chị Vinh Thanh ơi, cà 6 chị Ngọc Yến Quỳnh. Đậu á, đậu với cà, đúng rồi, đậu với cà nha, cà là chị đang mặc nè. Tại sao cần mẫu đứng đây mặc mà không dòm. Rồi eo 84 mặc size 4 thì chị Lá Ngọc, eo 84 mặc số 4 đẹp. Rồi chốt đơn giùm em là tím hoa cà, sang quá. Em không có thời gian để lên cườm, một chút xíu đi đồ trơn về rồi em lên cườm em like cho mấy bà coi nè. Cườm hay không cườm gì em chịu hết.
có cườm để nó sang. Cả hai cả ba cho cô Pha Kim dục qua bên này cũng được hay gì. Cả hai ba áo á, cả hai cả ba, cả hai cả ba đi. Ừ rồi, chốt cà giùm em. Trời xuất sắc luôn. Từ từ đi chế, từ từ đi em, dơ lên cho chế coi. Tại chị vô sao cà bốn thì chị Lá Ngọc nè, như màu cà này nè, cà là tối rồi nè, rồi đen nè. 70.000 ai bán mấy chị giá này, hàng thiêu này tệ lắm phải 90-95. Nè chốt em đen nè, đen này mà không tối nữa thôi luôn á. Chốt em lấy chị trái đỏ đô quay, đỏ đô nè, đỏ đô là tối rồi nè. Đó em có hai màu đỏ tươi và đô đó, rồi xanh đậu nữa, không có tím than chị ơi. Rồi chốt giùm em là xanh biển, đẹp quá. Xanh biển, xanh biển này mà lên cườm cũng sang. Mấy cái màu ngọt ngọt với chị lên cườm là y như. Hoa này là hoa thiêu nha, nhớ giùm em là hàng thiêu chứ không phải là mai cái bông lên, nên giá đó, giá này là nó rất là rẻ rồi, 70. Chốt giùm em là em có tím quế mà của hàng đá, em có màu tím quế của hàng đá chứ hàng thiêu này em không có. Đỏ đô với xanh biển, chị Thủy Lê ơi, chị nhiêu ký cao như vậy chị? Xanh biển 4, chị Lá Ngọc không có cườm như vậy thì 70, có cườm lên tay, lên cổ, lên bông giùm em là 80. Biển đẹp quá. Xanh biển 6 đính cườm chị Ngọc Yến Quỳnh, cái nào đính cườm dục qua bên giùm chị. Biển này với ngọ với xanh ngọc á, với màu vàng đồ lên cườm sang lắm chứ. À, đỏ đô số 6 kết cườm cho chị Nga. Rồi ok, sang quá. Cái này 30 cái đi em gái. Rồi 73kg có xay luôn, 73kg mặc số 6 giùm em. Vậy hả? Biển một cái chị Kim Anh mới gọi điện chốt đơn. Rồi eo 84 mặc số 4 giùm em. Chị Thùy Lê cho em số điện thoại nha, cục vàng. Đỏ đô số 4 cho Thùy Lê. Xanh biển số 4 cho chị Thùy Lê. Eo 84, eo 86 mặc số 4 đẹp nha mấy chị. Rồi chốt giùm em cho coi vàng ha. Rồi em thử vàng liền. Có cửa 10.000 áo giùm em. Em kiếm công chuyện, em kiếm công chuyện cho mấy chị mấy cô á, dòng họ em mà kệ đi ha mấy chị. Hai quần đen, à chị Thùy Lê, hai quần đen số 3 em cảm ơn chị. Ủa hai quần đen số 4, sorry. Còn màu nào nữa không? Cái nào cơm của kinh á thì chị trả kinh 10.000 đó. Còn cơm của chị á thì bán ngon luôn. Chốt giùm em là vàng. Áo trơn bên em là 60, chút xíu mới về. Chứ áo trơn à, áo trơn đang đóng bên xưởng, chút xíu mới trở qua cho em. Mà áo trơn em không biết có màu gì luôn. Rồi. À đỏ đô với đen cho chị Trần Khôi số 3. 70.000 một áo chị, bông và bông thiêu giùm em nha. Ok chị Thu Phạm không sao đâu chị. Rồi chị Trần Khôi. Một cái quần đen số 3 nữa nha em. Áo trơn kết cườm đẹp, chút xíu em về áo trơn. Vàng cái số 5 đi chị Lệ Phạm. Không, áo bông này kết cườm cũng đẹp lắm. Em kết thêm mấy cái cườm ở trong cái bông này nè, trong nhĩ bông này nè. Cườm em mua 200 mấy, gần 300.000 một ký á. Dạ không, bên em không có miễn ship. Chị Lệ Phạm không? Bên em không có miễn ship chứ. Miễn ship em phải bán 80-90.000 cái em mới miễn ship được. Bán giá này quá mềm mà, tính ra rất là rẻ. 70.000 không có cườm, có cườm là 80. Vàng 6 chốt chị Ngọc Yến Quỳnh cườm. Rồi chốt giùm em vàng nè, đẹp quá. Vàng đẹp quá. Chốt giùm em là vàng ha, vàng 6. Hồng phấn hả? Có không có hồng phấn cô? Mẫu này con không có phấn. Cái này là hột gà đó cô, cái này là hột gà giúp con nha. Rồi chốt giúp em là vàng. Vàng như vậy là 70. Áo trơn là 60, áo trơn mai áo trơn chắc trưa trưa chút xíu nữa mới có. Áo trơn cái xíu nó mới có nó mới chết. Con không có hồng phấn. Rồi đưa lại giúp chị cái màu hột gà đi. Màu hột gà đi, không biết cô Pha Kim nãy giờ có thấy hột gà chưa?
Dạ này vải thun chị, mình chui đầu nha, có độ giãn mặt thoải mái lắm. Mà giải đẹp. Hộp gà số 3 cho cô Pha Kim nè. Nè, cái này là hộp gà vậy nè. Bông này là thêu nha. Nè, thêu trực tiếp lên giùm em nè. Thêu trực tiếp và bán có 70 là rẻ lắm luôn rồi đó mấy chị. Chốt giùm em hộp gà 1 đến 6. Mà hộp gà này lên cườm cũng đẹp nè. Sang quá. Quần em có hai màu, màu trắng và màu đen. Quần 60 ngàn một quần. Chốt giùm em hộp gà. Quá sang. Mã hoài. Rồi chốt giùm em hộp gà 1 đến 6. Có xanh ngọc nữa, xanh ngọc thì em có cườm, đưa cái áo xanh ngọc cho chị. Đỏ đô cho cô Pha Kim số 3. Ngọc thì em có cườm nè. 10 ngàn. Cả tiền công và cả tiền cườm luôn, 10 ngàn áo. Cho mấy đứa lính nó ở không á, nó kết nó kiếm bạn cái 3-4 ngàn là cũng đỡ nữa chị nè. Đó rất là sang, kết cườm. Xanh ngọc chốt giùm em. Của Quyến đó. Cườm của Quyến đó. Chốt giùm em là hộp gà 1 đến 6. Rồi. Hello hello, chắc chắc đồ bộ bên này ra anh chị. Đồ bộ đó. Rồi, nãy giờ em like hình như là 12 màu ấy nha. Ê, cái điện thoại này nó sao? Nguyên một set là 130, quần 60, áo 70 chị. Không có cườm. Đưa anh chị cá đỏ đô ơi. Có cườm á là áo 80. Dạ một set có 130 hả chị Hồng Hoa Lê. Quần các chị có thể lấy quần trắng hoặc quần đen tùy, còn áo là 70, có cườm là 80. Dạ áo có 70 à chế. À bà Ba Thiêu này chốt giùm em đỏ đô nè. Đỏ đô chốt giùm em. Đúng rồi, kết cườm này em không có bị cườm này em kết nó không có lẹo ở dưới nha, em kết luồn vô cái giải của mình nè. Cườm em kết là không có bị ló chỉ ở dưới này, nên các chị mặc không có bao giờ đứt hết nè. Em kết suông luôn, em lòn chỉ vô trong cái giải nha, chứ không phải kết lẹo xuống thì nói gì nữa. Dạ ok chị. Cườm nó cũng mắc đó chị. Quần 60 giúp em có màu đen nữa. Ui da, ui da, ui da. Trời. Lũng thịt luôn rồi. Đỏ đô số 1 em chốt chị Kim Anh lấy, chị có quần màu đen đi em. Rồi đỏ đô số 3 em chốt chị Thủy Quỳnh. Có cườm thì báo em cườm ha. Quần em có hai màu đen và trắng, lấy chị có quần đen số 1 luôn. Dạ có chị, để em lấy cái quần đen số 1 chị. Quần này là lưng thun có một túi nha mấy chế, đẹp lắm, giải dày dặn ok nha. 60. Chốt em đỏ đô tại em thích mặc quần trắng để nó tôn cái màu của cái áo lên, nó đẹp hơn. Dạ quần đen nè chị yêu ơi. Nè quần đen nè. Nè nha chị. Quần đen, quần trắng gì cũng 60 giùm em. Đây chốt giùm em quần đen. 60 ngàn không được tiền công nữa, em nói thiệt á. Tiền công ngày mai có quần là 780. 780 tại vì cái gì cũng lên. Áo chốt em đỏ đô. Ship là 30 nha, chị Nhiêu Ký, chị Ngân Lê ơi. Một chút xíu áo trơn nhưng có màu trắng nữa. Anh điện chị Hằng, anh hỏi giùm em coi là đồ qua chưa vậy. Rồi chốt giùm em màu này màu cà rốt. Em lên đồ bộ cho mấy chị nè. Rồi chốt giùm em là cà rốt. Chút xíu áo trơn qua bán mấy chị 60. Chốt
rót giùm em là cà rốt 1 đến 6. Quần em may dài phủ phê cho mấy chị luôn, đừng sợ ngắn. Cỡ mét 6, mét 62, 63 mặc vô tư. Chốt em cà rốt. Quần em có số 5 mà chị không có số 6. Mà quần thun là chị mặc số 5 là ok. Cà rốt 1 cho Kim Anh. Cà rốt số 1 hết rồi. Mặc vậy trời ơi đẹp luôn. Ok, cái quần rắn số 5 cho chị Lệ Phạm. Trời ơi lẻ đi. Trời ơi, giờ hỏi em không nhớ được cục vàng ơi. Chốt giùm em là màu cà rốt. Đồ gì tới giờ 2 giờ rồi chưa có đồ nữa. Nội ơi, rồi chừng nào bán. Tối nay là em có bán thêm ăn đêm đó nha mấy chị. Dạ tới em có bán thêm ăn đêm nè. Lấy ra quần trắng số 5 với quần đen số 5 hai cái luôn nè em ơi. Một cái trắng số 5. Chốt giùm em là hồng dâu. Hồng dâu màu này ngọt ngất luôn. Hồng dâu với đỏ tươi. Một cái trắng hai cái đen. Đỏ tươi nha, hồng dâu nè. Tươi em lên đồ bộ cho các chị nè, các chị yêu ơi, 95.000 bộ. Nè, đỏ tươi nè, sang lắm. Rồi em lên đồ bộ nha. Đồ bộ 95.000. Ừ. Hai cái đen chị Ngọc Yến Quỳnh. Một cái trắng cho chị Phan Lợi. Ủa gì vậy? Hổng có Quỳnh luôn ha. Hổng có Quỳnh hai cái đen, Lệ Phạm. Có Lệ Phạm chưa? Không. Chưa có. Đây. Rồi. Trắng trơn số 4 là chị Nguyễn Thị Chi. Ừ, một cái áo số 5. Hồng dâu. Hồng dâu số 1 cho Kim Anh. Áo đỏ đô cho chị Canh Trần số 2. Còn hai cái áo số 5 màu gì nữa nha. Dạ em chào chị Xuân Nguyễn. Cà 1 cho Kim Anh. Tím cà nó đẹp bát ngát luôn. Tím cà nó đẹp ngỡ ngàng luôn các chị. Này cho các chị coi cá màu tím cà nè. Dùm em đẹp lắm. Áo tím cà chốt đơn dùm em nè. Áo 70 quần lẻ 60. Rồi chốt dùm em đồ bộ 95.000. Đồ bộ 95.000 một bộ dùm em. Đồ bộ này em có 5 bông. Chốt dùm em là sọc đen 95k. Đủ say từ 1 tới 5. Số 6 em hết sọc đen này rồi. Mẫu này rất là modern nha mấy chị yêu ơi. Nhớ tối 7 giờ rưỡi em bán nha. Tối 7 giờ rưỡi là em bán. Các chị canh giùm em vì Facebook bây giờ nó không có còn thông báo nữa. Quần có màu đen và màu trắng nha chị. Rồi nước hết rồi, nó hết nước biển lên. Chăm nước thì chị nó không có trào lên là biết rồi. Đây quần đen đây chị, 60.000 cái. Rồi chốt giúp em mã em đang mặc là sọc đen. Từ 45 tới 70 kg luôn. Xay từ 1 tới 5, chốt em sọc đen.
xuất sắc chưa, quần ống ôm thì hai túi. Cái này là đồ bộ nguyên bộ giùm em nha. Chốt giùm em. Quần trắng. Quần trắng số 2 cho chị. Canh trần. Quần trắng số 2. Áo bà ba đỏ số 1, đỏ đô số 1. À em đi đơn từng 2 áo nha mấy chị yêu, đi đơn từng 2 áo. Không có áo trắng áo trắng sơn cho chị Nguyễn Thị Chi. Hồi nãy em thấy chị lấy áo màu đỏ đô chứ không phải trứng cà nha chị. Trứng cà số 5. Sáu năm ký mình cao nhiêu chị Nguyễn Nhan ơi? 65 kg mình cao nhiêu chị? Áo trắng trơn chút xíu em mới lên. Chốt giùm em, bộ em đang mặc là sọc đen. Đến 70 kg nguyên bộ có 95.000. 65 kg mấy chị mua hàng ở đâu cũng vậy, anh phải cho người ta thêm cái chiều cao. Không có cái chiều cao là sớm người ta không có tư vấn, không có tư vấn size cho mình được. Em đang mặc là sọc đen 95.000. Em có thêm sọc vàng ha. Mét 55 mặc số 5 giùm em đi chị. Áo tím cà số 5 chốt Nguyễn Nhan. Chốt giùm em là màu sọc vàng. Quần đen số 4. Chốt giùm em là sọc vàng, một tới sọc vàng này có 1 tới 6. Rất là sang mẫu này thiết kế giùm em. Chốt giùm em là nhí đỏ. Muốn cắt thì cắt. Cùng rồi. Chốt giùm em là bộ này là bộ nhí đỏ. Nhí đỏ 95.000 1 tới 5. Nhí đỏ 1 tới 5 giùm em. Hai cái tay là hai màu nha. Chốt giùm em là màu sọc xanh 95.000 hàng thiết kế nha mấy chị. Làm gì mà lấy gì cái đóng vậy? Quần. Lợi Phạm nói em chốt rồi. Lợi Phạm chốt rồi. Chốt giùm em là mã này là mã sọc xanh 1 tới 5 giùm em nha mấy chị ơi. Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan. Đâu đưa đây coi, coi cái ngày nữa chứ mày đứng vậy sao coi được. Con nói nãy giờ Thu Phạm quần đen số 5 nè. Quần đen số 1 nè, mà không thấy người ta bình luận, người ta nhìn vậy là mình biết rồi. Đây rồi lấy cho chị một cái quần đen số 1 nè. Hai quần đen này hình như là số 3 hay gì á. Cái ngoài này quần đen số 4. Đây có bị mát cô Lê. Để áo chân qua Lê lử rồi mấy chị. À còn bộ sọc. Qua đồ bộ qua em sale còn quá trời. Bỏ hôm qua gút cái tim. Yến ơi, lấy cái bộ đá chị xem thử. Cái mẫu này làm như nó vô duyên. Cái mẫu đá đó, mẫu đá mà đá xe đó.
Nửa ký body em đang sale còn 200. Nửa ký body em sale 300, em sale còn 200 miễn ship. Một ký là 350 á chị. Ký 350 giùm em nha. Chị nào mua giỏ váy không? Giỏ váy em còn đây khoảng 300 nè. Ôi, cả ngàn bộ giỏ váy mà em sale hết luôn rồi đó. Từ sáng giờ chưa xức miếng chống nắng nên mới chết. Nó tát thì tôi mặt cũng chết luôn. Chống nắng chốt giùm em là 150 một chai nha, hàng của Đông Anh nha mấy chị. Mấy bà ba cá đầu đá, đầu bộ đính đá đó. Mỗi đính đá mà cái thằng sale là trước đó. Dạ em cho em chỉ cái tay chị nhìn lại đằng đó giùm em đó. Cái này nó muốn hư rồi, nó muốn hư đó, nữa rồi. Rồi để băng keo quấn lại giùm em chỗ này mới được, rớt có hai lần rồi. Hả? Uống nhưng mà uống đường không? Đổi được không đi? Bo điện chốt chị Ly Khanh 200. Này em bán áo lẻ chị không có nguyên bộ đâu chị ơi. Rồi em lên em sale đầu đá cho mấy chị, là làm như mấy bà này khoái mua hàng sale không khoái mua hàng gì. Rồi những lát nó cũng văng nữa, nãy em cũng làm nữa. Cái đầu đá này sale cho mấy chị là 65.000 một bộ, nhưng mà em còn xây 1 với xây 2 thôi nha, em báo trước. Đồ bộ đá này em còn xây 1 với xây 2 thôi. Xây lớn em hết rồi. Nè. Rất là đẹp luôn. Mẫu này người ta đang bán 180.000 một bộ nha. Xem mấy bà 65. Hả? Vậy cái vô. Thì hồi nãy nó xích vô rồi từ từ nó mới văng ra chứ em có làm văng đâu. Từ từ nó đá ra. Đây bộ này chốt thì em 65.000, còn 1 còn 2 thôi mấy chị ơi. Giải đẹp. Chốt giùm em 65.000 là bán lỗ rồi đó. Nhập vô bằng 8 mấy. Năm đau lủng luôn rồi nè. Để chờ. Chốt giùm em là màu này là màu cam cà rốt. Chốt giùm em cà rốt nha mấy chị yêu ơi. Đó em mới kêu là anh phải dán băng keo vô. Ốp lưng đầu ra giục mẹ nó hết rồi. Chốt giùm em là cà rốt 65.000, em có 1 có 2. Hàng này bây giờ còn xe 1 xe 2 thôi. Chị nào 52 53 kg á, mình mặc mấy vừa. Còn 55 kg là cao giùm em khoảng 1m58 ha. Mấy mặc số 2 được. Đó, nói rồi. Một lần nữa là tao ăn nát luôn. Vĩnh rồi. Vĩnh hồi nào mà rồi. Có đâu phải cái đó đâu gắn vô. Mẹ đi gì cho nó đã đỡ. Đỡ đi. Đã em nói có cái ướp lưng nó càng trơn nó càng văng nữa. Chết rồi. Lát ổng làm lát cái sập miễu siêu đình hết luôn. Kêu lấy bằng keo quấn thì không chịu. Một lát nó dằn ra nó tán vô mặt tao sưng nữa. Bầm con mắt bên đây chứ xin gì. Không muốn là thôi để đi đây em làm cho. Không muốn làm bằng ra mình phải ghép đó. Rồi chốt giùm em cam này, em có 1 có 2 nha. Đưa chị màu đỏ. Đưa chị đủ màu số 1. 65.000 là sale lỗ cho mấy bà đó. Không có giá này đâu nha. Chốt giùm em cam 1-2 quần 2 túi ống ôm đẹp 65.000, còn 1 còn 2 rồi mấy chị, còn mấy chục bộ em sale hết luôn. Hết luôn. Chị nào xe 1 xe 2 vô lụm em nè. Đẹp chưa. Em nhập vô 7 mấy ngàn 8 mấy ngàn đó mấy chị. 7 mấy 80 ngàn á. Chốt giùm em là cam 1. Cam 1 chốt đơn giùm em 65.000.
Ok, bữa nay mấy bà đi ngủ rồi, nghỉ lễ sớm rồi gì ta. Chốt giùm em là cà rốt 1, đỏ 1, đỏ 2 giùm em. Áo mai mấy chị thấy không, dài phủ phê luôn, không có ngắn ha. Chốt giùm em. Đó, nó nói rồi, thằng ngộ thì chứ. Toàn là cái gì em cũng cãi chứ. Hàng này còn đen 1, đen 2 à chị, không còn đen 6 chị ơi, vậy em xui nó nghỉ bán luôn đi. Chút mua vô nữa. Chốt giùm em là màu này là đỏ. Hàng này không có số 6 chị, hết rồi. Trời, em sale giá lỗ là còn còn có size nhỏ thôi em mới sale nè, chứ hàng này em bán 90 ngàn vẫn còn bán được nha mấy chị. Chốt giùm em là xanh dương. Có 1, có 2 thôi, mấy bà nào có mớm nhỏ nhỏ là vô lụm giùm em. Nè, nguyên vàng đá ở dưới, vàng đá ở trên này nữa. 65 ngàn không bằng được cái quần nữa, không thì giải luôn. Chốt giùm em là xanh dương có 1. Dương hết 2 luôn nha mấy chị. Này dành cho mấy chị nào mà nhỏ sicutin nó mới được. Đỏ 2 em chốt canh trần. Chốt giùm em là màu da. Da này em có 1, có 2. 52, 53 kg, cao 1,5 m, cao mét 52, 53, mặt đẹp lắm. Chốt giúp em là màu da. 1, 2, 6, 15 ngàn nhận về mà không đẹp trả em. Thật sự, hàng này ta bán 159 ngàn một bộ đó mấy bà. Nè, thấy đá chưa? Thấy đẹp chưa? Chốt giúp em là da 1, da 2. Chị nào nhỏ nhỏ mới mua được mấy bộ này, mua về mình cho cũng quý đó mấy chị, thiệt. Cho ai mà biết mấy chị mua bộ đồ này mà giá 65 ngàn đâu. Người ta nói 100 mấy không á. Em có tím nha. Tím này em có 1, có 2. Tím này tím tím này nó gần giống như tím cà đó mấy chị. Gần giống như tím cà vậy, chốt đơn giùm em. Trời ơi chị ơi, nó có 1, có 2 hả chị. Chốt đơn giùm em là tím. Tím cà 1 với 2 thôi. Áo 70 ngàn một cái, có cườm là 80 hả? Tím này có size 6 luôn nè, chị nào hỏi em số 6. Số 1, đỏ 1 và cà rốt 1, chị Quỳnh Kim Hà. Ok chị Quỳnh Kim Hà em chốt. Áo ở sao 70, có cườm cơ kết lên là 80 thêm 10 ngàn giùm em. Chốt giùm em tím này, em có 1, có 2, 65 ngàn bộ. Đẹp lắm mấy chị ơi, thật sự luôn. Hàng này bây giờ đâu còn. Tím này em còn bộ số, còn được mấy bộ? 5 bộ số 6. 5 bộ số 6, em lấy cái hàng bông ra em chị hai màu rồi, số 1. Màu đỏ với màu đen. Áo ở sau là 70, thiêu trực tiếp nha. Số 6 tím chốt con Nguyễn Lợi 85 ngàn. Rồi con còn mẫu đầu thiêu này xem mấy chị, 65 ngàn luôn nè. Để không chịu làm biến. Rồi chốt giùm em đen 1, mã thì rất là đẹp, 65 ngàn ở đâu ra mấy cháy đó, cái điện thoại nó cứ vậy hoài, bực mình ghê. Rồi chốt giúp em là đen 1 nha. Tím 2 cho Duyên Lê, nhớ lần này bắt máy giùm em nha chị ơi. 65 ngàn. Tím 2 chốt Duyên Lê. Đen 1 cho Ngô Nhật, số 1 là nhỏ nhất nha mấy chị. Trời ơi, 65 ngàn mấy má ơi, cái này người ta đặt 101, 102 luôn, còn số 1 thôi. Trời ơi, đen 3 đâu đây chế. Còn đen 3 dễ gì em bán giá này cho mấy chị. Còn đen số 3 không bao giờ em bán giá 65 ngàn, em phải bán 8, 90.
còn bây giờ cái mẫu này còn một thôi, số 3 hết rồi. Đẹp lắm Nga ơi, Nga Nga ơi muốn đi em. Đen một là 45kg nha chị, 48kg thôi nha, không có cái size lớn nha chị. Đây rồi mặt em có đen 2 luôn, em có đen 2, đen 1, đen 2. Tự nhiên số 3 mà nghe nó còn số 1, nhảy xuống số 1, về mặt 60kg mà vô số 1 không vừa, không nhận là không được nha mấy chị ơi. Em có đen 2, chế nào lấy đen 2, chốt đen 2 giùm em, đẹp lắm. Nè, không có hàng chị, số 6, 75kg. Chốt em tím nè, đẹp chưa? Nổi cái bông này không là đủ tiền. Nó cái bông này không là 65.000 lọt dính luôn nha. 55kg phải cao 1m58 trở lên mới vừa số 2, còn thấp là không vừa số 2, nghe giùm em, nghe kỹ giùm em. Chốt giùm em là tím 1, tím 2. Ủa, tím này có 1 thôi. Đen 2 cho Thi nha. Có tím 2 không? Vậy là Phong Lê lấy đen 2 phải không chị? Tôi nghi lắm mà. Phái quá mua đại luôn chứ về mặt không vừa là không có vụ đổi nha chế. Trời ơi em sợ mấy vụ này dữ lắm. Tím này em có 1 thôi, không có 2. 65.000 lỗ sạch máu luôn. Số 2 còn đen và đỏ thôi chị. Có đỏ không? Không, có đen không. Ờ số 2 còn màu đen hả mấy chế ơi. 45kg mà số 1, Lê Thủy cho em số điện thoại. Đúng rồi. Màu đỏ em có size 5, size 6 nha mấy chị ơi. Đưa đỏ chị. Tím 1 chốt cô Quang Trần. Trời ơi là trời, 65.000 lỗ luôn. Lê Thủy cho em số điện thoại. Chốt giùm em tím 1 nha. 65.000 sale lỗ nha mấy chị. Lại giải lai dông giùm em. Chốt giùm em là tím 1. Rồi chốt giùm em là xanh 1. 50kg cao 1m55 trở lên mặc số 1. Bình thường 47-48kg mặc vô tư giùm em. Bà ba còn đủ màu số 2, muốn lấy màu gì cũng còn hết đó chị. Chốt giúp em là xanh, xanh 1. Số 2 còn màu đen kiểm lại nha. Chị thấy còn nhiều lắm á. Mày toàn là kiểm xong rồi lát cuối giờ la lời ra không à. 65.000 còn xây nhỏ xíu thôi các chị. Còn xây nhỏ xíu thôi, không có xây lớn. Mấy chị màu đỏ số 1. Chốt giùm em là màu cam. Cam cà rốt nha. Chốt giùm em cam này em có số 1. Ống rộng là sao? Bà ba còn áo lẻ thôi chị. Chốt giùm em đỏ, đỏ này em có 1, có 5 và có 6. Đỏ này em có 1, có 5, có 6, 65.000. Cam 1 chốt cho chị Ngô Nhật. Chốt giùm em đỏ 1, đỏ 5 và đỏ 6. 65.000. Đen 1 Lê Thị chốt rồi chị ơi. Rồi chốt giùm em là đỏ đô. Đỏ 6 cho Ngọc Anna. Đỏ 5, đỏ 6 chốt Trinh Nguyễn. Đỏ 6 chốt Trinh Nguyễn. Đỏ 5 rồi. Mày lấy đỏ gì? Em mới lấy 2 bộ đỏ 6 rồi. Còn một bộ lấy bộ đỏ 5 nữa. Đỏ 5 cho cô Trần Huệ. Còn bộ đỏ 5 nào không? Đỏ 5 hết hàng. Đen 2 cho chị Trần Ngọc. Đen 2 đâu? Đỏ 6 cho bà 7. Đỏ 5 em hết hàng, số 6 75kg. Số 2 chỉ có một màu đen thôi chị. Số 5 65 đến 70kg em hết hàng. Còn đen 1 nè. Vậy hả? Rồi
chốt giùm em là đen đen một nè, đẹp lắm cái mẫu này á, thiệt sự luôn, em nói thiệt với mấy chị luôn, rất là sang. Số 2 không lẽ còn một màu này thôi trời. Chốt giùm em là đen một. Chị ơi, đen số 3 đâu có còn đâu mấy chị. Trời ơi, còn số 3 dễ gì em sale cho mấy chị giá này. Còn số 3 em đâu có khùng đâu, em bán cho mấy chị 65 ngàn bộ. Mi Ngô không có hàng, chốt gì đâu không. Em nghe tỷ gì trơn, chốt là bậy bạ gì đâu không mấy chị. Em còn xây nhỏ thôi, đen 2 chốt hồng đẹp. Số 2 là 52-53 ký giùm em ha. Số 2 52-53 ký giùm em. Xanh số 1, số 1 là 5. Không biết thì hỏi em đi chị, đừng chốt lùm la. Chốt giùm em là xanh dương. Đen 2 chốt tiết huệ. Đen 2 chốt ngọc nguyên. Số 2 còn màu đen thôi. Chốt giùm em là xanh dương. Còn số 3 em nấu khùng giùm má 65 ngàn mấy chị ơi. Chốt em dương. Không có xây. 82 ký hết, hết hàng mẫu này. Chốt giùm em mẫu đá cũng 65 luôn. Mẫu đá em đang mặc là cà rốt, có 1 có 2. Chốt giùm em màu da là có 1 có 2 luôn, 65k. Đen 2 chốt bà 7. Số 2 là 52-53 ký, nhớ nghe rõ giùm em. Em không có hỗ trợ đổi cho mấy bà mà không có nghe rõ, mua về mặt bậy bạ nha. 80 ký mà nhiều khi lấy cái số 2 à, nghe nghe số 2 cái khoái quá vô hốt vậy, 80 ký mặc rách đồ luôn. Chốt giùm em là da 1-2 65 luôn giùm em, quần dài ống ôm, quần 2 túi ha. Da chốt em 1-2 luôn. Xanh một cái chị Lê Thủy. 65 ký không có hàng. Đen 2 Phong Lê chốt rồi, chốt hoài vậy chị. Chốt nữa là thành hai mẫu đen số 2 nha chị ơi, chịu không? Chịu thì em chốt. Chốt nữa là thành hai mẫu đen số 2 nha. Chốt giùm em tím cà này, em còn 1, 2, 65 ngàn bộ. Tím cà em còn 1, 2 và 6, 75 ký, 72, 73 ký. Tím cà 65 ngàn đang bán lỗ, mấy chị quan hỷ giùm em. Nghe nghe kỹ giá giùm em ha. Đừng vô chốt tào lao, chốt này chốt kia rồi mặt rồi không vừa, cái đổi cái trả là em không có hỗ trợ, rồi cái giận, cái chặn Facebook rồi này kia. Rồi cái vô cái bơm hàng rồi này kia nha. Rồi chốt giùm em là tím cà có 1, có 2, 65 ngàn. Đây có đỏ một. Đỏ một chốt giùm em. Đây. Đỏ cổ ren số 1. Đây. Tím cà số 2 chốt Trần Ngọc, cho em số điện thoại nha chị. Số 2 là size M giùm em. Tím cà 2 Nga Trần. Tím cà 6 cho con Nguyễn Lợi. Chốt giùm em là đỏ 1. Mã này chốt mà em đỏ 1 thôi. Có đỏ 1, đỏ 1 chốt Lê Thủy. Đỏ 1 chốt Ngọc Nguyên. Bông này gan đắp lên chị ơi. Anh Phục Nguyên mua hàng bên em sao mà xã không lấy hàng vậy chị? Bên em mà đã chốt đơn rồi mà qua ngày sau là điện xã là em không có bán nữa nha mấy chị ơi. Tím cà là của hàng đá số 2, màu đen thiêu số 2 cho qua giấy Long An. Rồi chốt giùm em đen đen đá. Đỏ 1 chốt Trần Ngọc. Số 1 là 50 ký cao. Chốt em mã này màu da, 65 ngàn sale lỗ rồi mấy chị. Quan hệ giúp em gái nghe kỹ hãy mua.
đừng có mua lập chập rồi về mà không vừa đổi trả, em sẽ không có hỗ trợ đâu nha. Rồi rồi chốt giùm em 53 ký mặt size 2, chốt em là màu da có 1 có 2. 65.000 là em xả lỗ á. Em nói thiệt không lỗ là con chó luôn. Không lỗ là không phải con mi á. Con gì cũng được hết trơn, mấy chị kêu em bằng con gì cũng được. Nhận hàng đi 65.000 mắc quá bơm em thấy bà nội em cũng được. Rồi quần em hai túi nè. Chốt giùm em cái này là đá ép lên nha. Rồi chốt giùm em là màu da 12. Em còn ít lắm nên mới bán mấy bà giá dày thiệt. Cà hai chốt phong lê, chốt giùm em là màu da, còn 1-2 không em mới bán lỗ vậy chứ. Nếu mà có 3 có 4 có 5 kèm vô em bán giá khác. Da hai chị Hồng đẹp, cái này là xay sicutin nó mớm ha, là vô ok. Mua hàng sale nhà em là bao luôn. Mấy chị nào mà nhỏ nhỏ con khoảng tầm 52-53 ký đổ lại là mua hàng sale nhà em hoài luôn. Tại vì em ế có số 1 số 2 lắm. Đùi không có bán, chị đùi vài bữa nó mới có, em đang may rồi. Nhưng mà đùi chứ sao em bán đùi, đùi dây bản bản chút chứ không nhỏ. Da hai chút nga tròn hốt chị đi nha. Quá trời luôn, chị toàn 1-2 không hả em gái. 72 ký không có. Chút giùm em đỏ. Đỏ này nó vừa lắm, không phải là đỏ tươi. Còn xây lớn là em không có bán giá này đâu mấy chị ơi, thiệt. Bán giá này là muốn chết luôn á, chứ không phải giỡn đâu. Lỗ sặc máu rồi, lỗ bộ hơn 10.000 rồi. Rồi chốt giùm em đỏ, có 1, có 2. Em có bà ba bộ mà xây to mấy chị, 70.000. Chốt giùm em đỏ 1, đỏ 2, em có bà ba xây to đến chị màu hồng. Màu hồng có xây 5, xây 6 nè. Đơn vừa chốt hả? Đơn vừa chốt để coi nha ơi, chứ chị chưa biết em gái. Vừa chốt hả? Vừa chốt chị ngày mai. Bà ba nguyên bộ quần ống rộng 70.000. Hello chị My Quách nha. Rồi chốt giùm em màu hồng này, hồng đất. Đỏ xây 2 chốt cho Phúc Nguyễn. Em có đỏ, có da, có tím cà và cà rốt. Bộ bà ba nguyên bộ ống rộng em can cầm trên người là size 6, 70-75 ký, 70.000 quần ống rộng nha. Nè, quần ống rộng giùm em giải rất là đẹp, không có lỗi lầm gì hết. Xưởng sale nên em sale thôi mấy chị ơi. Đỏ 2 em đang mặc chốt hồng điệp. Chốt giùm em là màu hồng nè, em có size 4, size 5 và size 6. 70.000 nguyên bộ bà ba đá, không lầm nha. Áo khoác còn chị, muốn lấy size nào báo em. Muốn lấy màu gì, size gì báo em. Làm như bọc rồi chị cởi ra là nó mất mẹ hết tơn luôn. Chốt giùm em hồng. Chốt giùm em là hồng, có 4, có 5, có 6, từ 65kg tới 75kg em có size. Hai màu hồng này nguyên bộ và ba đá luôn. Rất là đẹp. Hồng 6 em chốt chị Nam nha. Hồng 5 con chốt cô Nguyễn Lợi. Chị Nam Nho đơn chị em gửi rồi nha. Bà ba không có màu nhờ màu da chị ơi. Hồng 5 cho Nam Nho. Bà ba đâu có màu da đâu chị. Đỏ em đang mặc số 1 cho Sâm Trần. Hồng 5 cho cô Lợi. Đây đây. Hồng 4 cho Hạnh Phạm. 70.000 một bộ đá. Cà rốt số 2 cho chị Anh Phúc Nguyễn. Anh Phúc Nguyễn đẹp lắm chế. Cà rốt nè. Về đi giải rất là ok nha. Hồng 4 luôn em ơi. Đồ bộ này không có thay bự chị. Rồi chốt hồng giùm em. Bà ba em còn toàn size 6 quá trời luôn. Size 72, 73 ký. 70 ký không có màu đen. Hết hàng. Rồi lấy cho chị màu lam. Hàng sale mà mấy màu đen màu tím là không còn đó chị nha. Lưu ý mình mua ở đâu cũng vậy, mấy màu mà chủ đạo là không có, tại vì sale là người ta không còn những màu đó. Mà có thì chăng nữa em cũng bán hết rồi. Lam mấy? Chốt giùm em lam này, có 1, có 2, có 3, có 4, có 5, có 6 luôn. Lam đủ size.
em đang banh này cái tới số 3 là. Dạ được, ok chị Nguyệt, anh ơi sẵn đơn chị Nguyệt để chữ dồn giùm em nè, rồi chị Nga Trần để chữ dồn giùm em dục con bên đi thôi mình quên anh ơi. Ok chị Nguyệt, chốt giùm em là màu lam, quần ống rộng 70 ngàn, lam 3 cho Nga Trần. Ok Nga Trần, lam có 1 đến 6 luôn, muốn chốt nhiêu chốt, 75 ngàn một bộ giùm em, cả áo và quần. Một bộ bằng một cái áo, em bán cái áo 300 cho nên bán 75 ngàn đó. Chốt giùm em lam, chốt cô Nguyễn Lợi số 5. Ở trên bà ba chị không có bán ống ôm, em ống ôm chị bán ế quá à, thiệt luôn á, thiệt luôn á, một cái áo chị bán bằng một cái quần lẻ của ta nha. Chốt giùm em là màu đen, nguyên bộ bà ba màu đen này, em có số 1 số 1 số 2 đen, chốt 1 2, đúng không em? Đen này số 6 em có nha, có đây nè, gì cột từng lum này cha, nhỏ này nó cột đồ không lần nào không la nó chứ. Đen số 6 em có một bộ nha, đúng rồi bà ba mặc đi. Đen số 2 em có nè, đen số 6 có bộ, chị nào comment trước chốt trước. Đen xám chốt với nam nho, bao rẻ luôn thật sự, ai mà dám bán mấy chị 75 ngàn bộ bà ba. Rồi đen 6 kiếm chị coi còn không, rồi hết đen 6 rồi, sao chị nam nho hơn nữa ha, lấy cho chị là cái gì. Rồi chốt giùm em đen 1 đen 2 nguyên set luôn 75 ngàn, các chị nghe không lầm, lam 6 chốt bà 7, đen 6 con hến cho cô ơi. Nguyên set cái quần hồi nãy em bán không là đã 60 ngàn rồi, bà 7 chốt lam 6 nè, đen 1 em chốt chị Hồng Diêu. Trời ơi 75 ngàn, 150 hai bộ giùm em nha, cứ 150 hai bộ tính tới. Đen 2 chốt Nga Trần, đen 2 kiếm chị em ơi. Nè cục này số mấy đây, phải không? Đen 2 em chốt chị Phong Lê. Dạ em cảm ơn chị, đen 4 không có. Gọi điện hả? Không biết nữa chị ơi. Bây giờ nào còn ở đây khoảng tầm mười mấy cục nè, mà không biết có của chị ở trong đó không à. Đen chốt đen giùm em, có 1 có 2. Đen đá cho Ngọc Nguyễn. Đen có bộ số 1 luôn, đen bà ba. Đen 1. Chốt giùm em. Đen 3 còn không? Đen 6 em còn á, chị nào lấy đen 6 em chốt nè, nãy đen 6 cho bà 7 nè. Đen 6 em còn nha, chị nào lấy đen 6 báo đen 6 giùm em. 70 75 kg. Ok chị, khách quen em khỏi gọi cũng được nha. Rồi chốt giùm em. Đen 6 Nguyễn Phượng cho số điện thoại, một bộ bên em không ghi đơn. Đen 6 cho Hương Ma là hai bộ số 6. $75 một bộ, hai bộ 150, áo khoác 80. Ok em Lam 1 em có nha. Dạ em cảm ơn chị Nam Nho. Lam 1 có nha chị, số 1. Chốt giùm em tím 10 giờ, chốt em tím nha, em có 5 có 6. Trời ơi, màu tím này lên rất là sang, quần rộng giùm em, 150 hai bộ giải đẹp. Hồng 45 kg em không có chị. Chốt đỏ 1 đang mặc cho xăm trần. Bà ba màu hồng em không có, số 1 em chỉ có màu đỏ với màu lam với màu đen à. Dạ. Tím 5 cho cô Nguyễn Lợi đi em. Tím 6 cho bà 7. Tím 6 cho chị Hương Ma.
áo cho chị Diễm Thúy. Tím 6 cho chị Nguyễn Phượng. Đen 6 em còn đó chị Diễm Thúy ơi. Đen 33 em còn nha chị. Lam 1 chốt Kim Anh. Trăm gửi 2 bộ giùm em, lam 1 ở đây không có. Đang mặc chị hỏi mà, chị hỏi là số mấy chị? Số 2 còn đỏ với da với cà rốt thôi. Tím 5, tím 6 chốt giùm em. Bên chị màu đỏ đô. Lam 1 hết rồi Kim Anh ơi. Bên chị đỏ đô. Ôi trời nó giục nó gãy tay. Đen 6, tím 6 cho My Ngô. Bà ba 45kg hết hàng rồi chị ơi, còn màu đen thôi. Đen 6 cho Thu Dân. Mai mốt em có bán buổi tối nữa nha mấy chị. 150 hai bộ bà ba, chốt mem đỏ đô. Đỏ đô này em có 5 có 6 nha, đỏ này là đỏ đô. Nó sẫm hơn cái màu em đang mặc đúng không? Em đang mặc là đỏ tươi á mấy chị. Chốt em đỏ đô. Số 3 hết hàng à chị. Số 3 còn gì? Số 3 em còn đen, còn đỏ và lam thôi. Đỏ 3 chốt chị Liên Lê. Phải số 3 rồi người ta cũng sợ mình luôn. Thấy chưa? Chốt lớp hết trơn à. Số 3 không có. Cà rốt số 2 cho Hồng Đẹp. Cà rốt bộ bộ nè, bộ đá nè. Cà rốt đồ bộ đá. Đỏ đô số 5 cho con Nguyễn Lợi. Dạ chắc do shipper hay sao á chị ơi. Không có, có đen 3 không? Đen 3 chốt bà 7. Lam 3 còn nha. Chốt giùm em là đỏ đô. Đỏ đô có 5 có 6. Đỏ đô chốt giùm em có 5 có 6. Trời ơi 75.000 mấy má ơi, nó rẻ thúi luôn. Màu hồng này có 5 có 6 giùm em. Đỏ đô 6 em chốt chị Diễm Thúy. Hồng đất có 5 có 6. Bộ màu xanh 65k là hàng gì? 65.000 hồi nãy giờ hai mẫu là nghe, một mẫu này với mẫu cổ thiêu. Cổ ren. Xanh cổ ren thì còn số 1 thôi. Đá chị đang mặc cũng còn số 1 à. Chốt giùm em hồng. Nguyên bộ ống rộng giùm em ha. 150 hai bộ. Cắt luôn cái bọc này. Bán lỗ mà còn tốn bọc. Em có dẫn kết cườm lên áo bà ba 10.000 một cái. Kết vòng cổ nha, kết hết cái cổ và vòng hai cái tay. Mẫu nào có thiêu thì sẽ kết nhĩ hoa cho mình. Còn không có thiêu thì trơn thì kết vậy luôn. Kết giùm em là hồng. Cái mẫu cổ, cái mẫu xẻ tà mình còn những gì vậy? Kè áo và ba trơn qua kìa mấy chị ơi. Đưa chị số 1, số 2 đi. Ra áo bà ba cho em liền luôn đi anh ơi. Coi chừng ngã. Trời ơi trời, hết hồn có chía hả con này. Xanh ren số 1 cho Ngọc Nguyên.
chị sale 65 ngàn luôn nè. Cảm ơn anh Thảo. Sặc lên lỗ mũi chứ gì. Rồi tới luôn, giá đồn em. Vậy hả? Không được cái nào luôn hả? Chở ra bịch đồ vậy anh Thảo ơi. Chở bịch đen này dùm em đi. Vậy hả? Rồi ok. Đây, xả tà này sang cho mấy chị. Mua rất kiền hả em? Cảm ơn chị. Đen số 2 lấy mẫu nào chị ơi? Chị lấy cái gì? Hàng đen là chị lấy cái gì vậy chị Hương Nguyên? Chị lấy bà ba hay lấy cái gì? À rồi ok, chị Kim Anh không lấy cườm. Rồi chốt giùm em cà rốt này 65 ngàn luôn xẻ tà nha. Chốt giùm em là xẻ tà xem mấy chị 65 ngàn. Có phần cổ này là em thêu. Phần cổ này em thêu trực tiếp cho mấy chị yêu nha. Cái nào thêu nói thêu, nào may nói may. Rồi. À bà ba đá bộ mũ đen số 2 chị Hương Nguyên. Bộ đang mặc xem mấy chị 65 ngàn. Rồi áo bà ba về nè mấy chị ơi. Áo bà ba trơn về có cườm đẹp lắm. Cườm chắc không có mẫu rồi, máy hư rồi. Áo bà ba trơn 60 ngàn nha mấy chị. Đẹp xuất sắc luôn. Lấy cái này chị có còn màu gì dí số 1. Trời ơi trời. Áo bà ba trơn về nguyên bộ trắng lắm nè. Chị nào hỏi em nè, có áo trắng về nè. Đính cườm lên nó đẹp khủng khiếp luôn. Hàng trơn này nè. Thật sự đính cườm lên nó sang. Dữ lắm, sang luôn nha. Chốt giùm em màu cà rốt này size 1 nha mấy chị. Hình như cái này cũng còn 1 còn 2 không à. Cà rốt 1 em chốt chị Kim Anh 65 ngàn. Thương mai. Cà rốt này em có size 3 luôn. Dục dục lên đây nè. Có áo trơn về nè chị Kim Anh, áo trơn chị kích cườm đi đẹp lắm. Kết thử một cái đi thiệt. Xẻ tà có màu 3. Ok, cảm ơn chị Phương Lạc. Xẻ tà cà rốt số 2 Thuy Nguyên cho em số điện thoại. Số 2 là 5253 ký nha. Cà rốt này em có số 3 luôn. Trời ơi, mặc nguyên bộ là bán nguyên bộ chị. Bán cái áo có quần em để cho ai? Chị hỏi bà ba hay gì bà ba? Đó là áo trơn 60. Rồi chốt giùm em là đỏ. À bà ba cái đó là nguyên áo 60 đó em. Một áo lẻ. Chốt em đỏ này có đỏ 1 nè. Đỏ 1 65 ngàn. Tí xíu đi chị lai áo bà ba trơn cho đẹp lắm. Đây. Bộ em mặc 65, 65 luôn nha ơi. Hả? Đỏ này có 1 có 2 này nha. Trời ơi xuất sắc luôn. Màu đỏ này lấy anh chị đi. Cổ thiêu nè em gái. Cái mẫu này về mặt không đẹp trả chị. Chị dám bảo đảm với em luôn. Đỏ 1, đỏ 2 dùm em 65 ngàn. Hàng này chị lấy 80. Bộ chị mặc số 2 còn cà rốt. Đỏ 2 luôn. Chị dụng vô đó đi. Ừ. Đó. Gì thiệt chứ lịch cái ghê luôn trời. Đỏ hai chốt ngay trần. Cà rốt với màu da hàng đá cho chị Hồng Điệp số 2. Cà rốt cái đầu này nè, hàng đá. Chị lấy hàng đá phải không chị Hồng Điệp ơi? Chị lấy cái mẫu đá nãy em bán phải không? Xẻ tà làm gì có xanh coban. Đỏ 2 cho Nhi Quỳnh cho em số điện thoại. 65 ngàn một bộ giùm em. Đỏ 1 chốt Duyên Thái. Cà rốt 1 em chốt Duyên Thái. Màu em mặc cà rốt 2 cho Nga Trần. Nó
Rồi mấy cái rang này không là mấy chị thấy đủ tiền rồi. Cà rốt một cho Ngưu Nhật còn hàng không? Cà rốt này có 3 có 4 luôn. Cà rốt một đâu? Sẽ tà hả? Trời ơi, bà Hồng Điệp ơi, bà không báo sớm thiệt tình chứ. Cà rốt 2 cho Hồng Diệp. Báo giùm em là hàng gì đi mấy chị, để thôi là mấy chị không có hàng luôn á nha. Màu da số 2. Cà rốt 1 cho Xanh Trần. Cà rốt 2 cho Nguyễn Thị Phê. Cặp này số mấy? Số 5 rồi. Cà rốt 2 có đẳng không? Cà rốt 2 hết hàng. Cà rốt 4 cho Liên Lê. Cà rốt 3 cho Nga Trần. Cà rốt 2 cho Nguyễn Thị Phê. Rồi sắp áo màu 3 ra chị đi. Sẽ tà làm gì có màu xanh coban chị. Tím cà số 2, đỏ số 1 lấy gì Trần Ngọc. Rồi chốt dùm em màu tím sẽ tà số 1. Tím này có 1, có 5, có 6 nha. Cà rốt 3 còn hàng không? Đây 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 kìa. Cà rốt 3 cho An Nhiên. Chốt dùm em này, tím này có 1, có 5, có 6. 130 hai bộ nha. Tím này có 1, có 5, có 6 dùm em. Size 1 là nhỏ xíu nha mấy chị. 60kg mà vô chọn size 1 em cũng lại mấy bà luôn á. Tím 1 chốt dùm em. Sẽ tà số 5 màu tím cho cô Nguyễn Lợi. Tím 5, tím 6 chốt đơn dùm em. Bà Ba đang nguyên bộ số 2 cho Nguyễn Thị Phê đang đá. Nè nè nè. Tím 5 cho Liên Lê. Tím 5. Gì có bộ ạ? Tím 5 hết hàng còn tím 6 thôi mấy chị ơi. Tím 5 hết còn tím 6, tím 1 cho Tâm Kiều. Tím 1 đâu? Tím 1 cho Tâm Kiều nè. Tím 1 cho Hồng Diêu. Số 3 còn cà rốt không? Số 3 cà rốt cho anh Phúc Nguyễn. Màu tím cho Mi Oanh. Bộ đá tím 1 sẽ tài cho Thuyên Nguyên. Tím 1 cho Duyên Thái. Dùm số 2 có màu cam đào. Xây 2, 52, 53 ký có cam đào. Tím sẽ tài chị lấy số mấy? Cảm ơn dùm em nha chị Nguyễn. Số 1 hả? Chốt em cam đào số 2. Rồi sắp áo đá ra áo trơn làm chị nè. Tím 1 cho hả? 95. Bỏ ra dính tim nha. Tím 1 chốt cho Nguyệt Trần. Chốt em canh đào 2. Có canh đào 1 không? Canh đào 1 có. Canh đào 1 có luôn nha mấy chị. Có canh 1, canh 2, canh đào 1, 2. Canh đào này chốt em có 1, có 2, 65 ngàn. Cổ, phần cổ trên này là thiêu. Rồi chốt đơn giùm em.
cam 1, cam 2, đào 1, đào 2 giùm em. Rồi có quần trắng hồi nãy chị mặc rồi. Nó trong nè, trong gáy nè. Ngay cái sọt nè. Rồi em lên áo bà ba trơn 60. Nè mà mấy chị đính cườm lên một cái nữa nó đẹp dữ lắm luôn nha mấy chị. Áo trơn này đính cườm lên đẹp lắm luôn. Rất là sang, 60.000 đính cườm 10.000 một áo. Rồi đưa em chị. Số 1 cái đứa gì ông nội? Ôi trời, chốt giùm em màu này màu hồng giùm em đi mấy chị ơi. Hồng này hồng gì yếm? Hồng hồng cánh sen. Cam đào số 2 sẽ tài cho hồng đẹp. Chốt giùm em màu này màu hồng tươi nha mấy chị. 60.000 một áo bà ba. Cái này mà mấy chị đính cường như một cái nữa nó sang dữ lắm luôn. Cam đào cái này mẹ ơi mẹ. Chốt giùm em là hồng tươi 1 đến 6. Xuất sắc luôn. Đính cườm lên cái cổ nè. Đều 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 và cườm nhỏ hơn cái nút áo nha. Đều đều đều, đều ha. Rồi đính cườm cái tay nữa. Trời ơi nó đơn giản mà nó sang. Cổ rang không còn bộ nào sai bao hết bạn ơi. Chốt giùm em là hồng tươi 1 đến 6 là từ 40 cho tới 75kg. Chốt giùm em là đỏ 60.000 một cái áo trơn nha. Trời ơi đỏ nè. Trời ơi trời, rồi xanh ngọc luôn Yến ơi, chết luôn Yến ơi. Đá lên được. Nè, này ấy đá lên sang lắm luôn mấy chị. Chiều nay em lên hàng em chụp mẫu cho mấy chị coi. Chốt giùm em là xanh ngọc nè. Trời ơi trời, cái màu vàng mấy má ơi trời. Trời ơi trời, cái màu vàng giùm em nổi ốc luôn rồi. Trời đó quỷ thần mẹ ơi, cái màu vàng này nó tươi ông nội cha ơi, vàng này đúng là vàng tư gối luôn mấy chế. Trời ơi 60.000 đính cườm 10.000 áo. Chút xíu em đính cườm đi rồi em mặc mỏng cho mấy bà coi ha. Ừ. Chốt em vàng nè, có trắng luôn. Hổm rồi chị nào hỏi nguyên bộ trắng ghé lại dừng chân ghé lại nơi đây. Hồng tươi số 1 chốt chị Kim Anh, màu trắng nè. Hổm rồi mấy chị nào kiếm nguyên set trắng. Nguyên set này đồng màu với nhau luôn, hồng tươi số 1. Trắng giùm em nè. Rồi chốt giùm em xanh coban. Trời ơi, ô là trời, xanh coban này nó đẹp. Xuất sắc luôn, muốn màu nào nói em đi mặc cho coi hàng mới về. Đó, xanh coban nè, rồi có đen luôn. Rồi chốt giùm em, cái này chốt em là hồng phấn luôn. Trời ơi, trời. Chốt em hồng phấn luôn em ơi. Đẹp quá trời luôn rồi, muốn màu nào comment em mặc cho. Rồi đưa còn số 1 nữa đâu. Số 1 đó bà ơi. Bộ đá 65.000 xanh dương. Rồi ok, trắng có 6 chị, đủ xay. Chốt giùm em màu này là màu hồng đậm nha. Màu này hồng đậm mấy cô mặc được lớn tuổi. Còn em đang mặc thì màu sáng. Hồng đậm giùm em 1 đến 6 u là trời. Có đen nữa nha. Rồi chốt giùm em tím hoa cà luôn. 1 đến 6 u là trời 60.000. Không có ruộng chị. Rồi chốt giùm em là màu tím cà. Áo trắng số 4 chốt cho chị Tâm Phạm. Áo trắng số 4 đi em gái. Ừ. Rồi. Áo là 60 quần 7 áo 60 quần 60 nguyên set 120 con. Đen đen số 1 cho Ngọc Nguyên. Bộ đen đen số 1 chốt Ngọc Nguyên. Mặc màu xanh coban có màu đen số 1 không? Ừ. 45 tới 7
cái gì á. Rồi đỏ số 3 cho chị Trinh Nguyễn, cấp em sang cô Ban nè. Chị là hai cái rồi đó chị, em chốt chị hai cái rồi đó. Nè. U là chờ cái màu xanh xuất sắc. Cô Ban số 3 cho chị Trinh Nguyễn. Hồng đậm số 3. Ai? Xanh cô Ban. Màu đỏ. Đỏ màu hồng. Đỏ với hồng đậm. Đậm lại này nè. Nè cái này số mấy? Đừng nói đó. Rồi chốt giùm em là xanh coban 60.000, có đính cườm lên tay áo là 70.000 một áo cườm, đẹp lắm nha. Chị nào lấy đính cườm mà đính màu xanh này lên cườm cũng đẹp lắm. Cườm vòng cổ luôn. Vàng một chốt chị Nguyệt Trần. Xíu mặt màu vàng cho mấy bà coi xuất sắc luôn. Quần em có hai màu trắng và đen. Trời ơi màu vàng này đẹp. Áo vàng số 6 cho bà 7. Áo trắng số 6 cho bà 7. Cô có đính cườm thì báo con đính cườm là 10.000 một áo. Công là kết cườm và công là bà tiền cườm. Đẹp dữ lắm, cườm đóng lên đẹp xuất sắc luôn, sang dữ dằn lắm. Rồi chốt đơn giùm em là áo màu xanh coban 1 đến 6. 60.000 áo lẻ rẻ không? Người ta bán 80-90. Rồi chốt giùm em áo màu vàng. Trời ơi là trời, cái này đúng vàng luôn. Đúng màu vàng tươi sạch sẽ lây đây luôn á trời. Quá sức luôn. Trời ơi áo màu vàng này mấy chế ơi, mà đánh cườm lên một cái nữa nó sang ha. Phải nói sang luôn, đính cườm lên. Chị đính cườm lên một cái nó sang dữ lắm. Chứ xíu em làm em úp hình cho mấy bà coi. Chốt em vàng 1-6, 45-75kg em có xay luôn. 6 xay 1-2-3-4-5-6 cho mấy bà. Về một lần lại như đây, đẹp chưa? Chốt em vàng. Ê còn tím quế nữa nha, tím quế số 1 chưa có nha. Tím quế với đen nha. Rồi ôi tím này. Một bộ trắng đính cườm, áo vàng đính luôn. Rồi con cảm ơn bà 7. Lựa áo trắng với cái áo vàng. Số 6 cho bà 7 chị mới chốt á. Giật con ở đây bên này đính cườm. Trời ơi chốt em tím quế đi mấy chế, sang quá. Trời ơi xuất sắc luôn. Trời ơi 60.000 ai bán cái này mới chế. Quá đẹp. Quá đẹp tím quế luôn. Chị Lệ Mỹ cân nhiêu, cân nặng bao nhiêu, cao nhiêu? Cho em cân nặng chiều cao. Cáo trắng là được, cáo tím nói chung là đính cườm nó rất là sang. Một chút xíu em đính lên chị, em chụp hình đủ màu cho mấy chế luôn. Thiệt tình. Trời ơi. Chị Lê Thị Bảo Ngọc cho em cân nặng cộng chiều cao. Các chị chốt đơn cho em cân nặng chiều cao nữa mới được. Nha, còn có chị tự nhiên cầm bên màu tím không rồi em đâu biết mấy bà cân nhiêu cao nào nặng nhiêu đâu. Mi mặc đẹp quá hả? Dạ, em mặc số 1 có cục vàng. Chốt giùm em tím quế nha. Chị Lệ Mỹ mặc số 2 giùm em, cho em số điện thoại tím 2. Cho em số điện thoại đi chị. Ôi trời. Gì vậy trời? Rồi chốt giùm em là tím quế nha. 1-6. Có áo màu đen luôn, đen trơn luôn. Đen trơn các chị có thể mua chung với cái quần đen. Thành nguyên bộ đen trơn. Áo đen này đính cườm lên cũng đẹp lắm. Nói chung là đẹp luôn chứ họ cũng đẹp. Có cườm lên nó sang cái áo ghê đấy bạn.
nè. Trời đất quỷ thần ơi, nó sang luôn vậy đó trời. Chút xíu em sẽ ngồi em đính hết đủ màu luôn của áo trơn cho mấy chị con. Trơn rồi nó sang y như bà hội đồng, khỏi đeo sâu chuỗi sâu ơi gì hết chị em. Chốt em đen, muốn thử màu nào cầm anh em thử. Bên em đi đơn từ hai áo nha, một áo bên em không có gửi ship 30. Rồi chốt đơn giùm em, chốt đơn giùm em là màu đen. Màu trắng nè. Lắc lư thì chị Trinh. Màu trắng chốt đơn giùm em. Màu trắng mặc nguyên bộ trắng cũng sang luôn. Đính cường hai áo em chốt chị Quý Lê. Màu tím quế và màu màu đen em ơi, hai áo. Trời ơi, số 6, hai áo này đính cường đẹp. Trời ơi, nguyên set trắng đó. Xuất sắc chưa? Ừ. Trời ơi, bà hội đồng luôn. Trắng số 6 cho Mỹ Ngô. Đánh cườm lên, cườm lê rơi ha, cườm 4 ly. Số 6 nè. Lấy chi nữa? Lê Thị Bảo Ngọc cho em cân nặng cộng chiều cao đi chị. Chị cứ màu tím hoài rồi em đâu có biết chị nhiêu ký. Đúng rồi, lâu rồi em mới thấy áo trắng nguyên xếp. Mấy chị mà bên đảo Cao Đài á, là chuyên gia mặc nguyên xếp thì đi nè, đi lễ nè. Hổm rồi kiếm áo trắng hoài không ra. Này mình lên cái cườm một cái nữa, cườm rơi rơi cái áo ha, cắt nhau khoảng phân rưỡi. Hết luôn, cổ cũng vậy, nó sang. Chốt đơn giùm em là áo trắng 1 đến 6 trơn dễ mặc. Trơn đơn giản có cườm là 8, có cườm là 70 một áo ha. Quần em có bán 60.000. Bà ba đen số 6. Và áo trắng số 6 cho Phương Dung. Dạ. Đen 6 cho Phương Dung. Đen với tím cho chị Yến Trần số 4. Đen với tím quế số 4. Trắng số 2 cho chị Xuân Nga Ông. Trắng số 2 cho chị đi, màu tím là đây lát tính. Kè một tổ, số 3. Lê Thị Bảo Ngọc mặc số 4 giùm em. Tím 4 cho em số điện thoại đi chị. Coi có lộn không, số 6 không lộn mà nhiều khi nó kẹt đâu chứ đâu đi mà không thấy. Hồng đậm số 3 cho Liên Lê. Hồng đậm số 3 bên này. 60.000 có cườm thì em xin thêm 10.000 nha cho nhân viên làm. Một tiết chống nắng cho chị Nguyễn Thị Phê, ok em chốt 150 một tiết chống nắng. Mặc áo hồng cánh sen hả? Đây. Hồng sen giùm em 1 đến 6. Tím là chị thấy số 6 kìa, số 6 nhiều kìa, em coi cộng số 6 coi. Đã chốt một đầu là số 6, một đầu số 4. Cái này số mấy đây? Chốt đơn giùm em là hồng sen 1 đến 6. 60.000 áo. Chút xíu em lên cườm cho mấy chị coi, có cườm đã lắm. Cườm áo trơn mà lên cườm nó sang. Rồi tiếng hoa cà. Tiếng hoa cà nè. Màu vàng. Chị Lệ Mỹ hồng sen số 2. Cái màu này là màu hồng tươi.
hồng tươi giùm em. Còn cái này là hồng phấn. Chị Hà Kim Liên mặc số 4 giùm em. Ừ. Hà Kim Liên mặc số 4 giùm em đi chắc. Chốt giùm em là hồng phấn nha. Trời ơi hồng phấn. Quần trắng em có tới 70-72kg vừa luôn á chế ơi. Rồi chốt giùm em là hồng phấn 1-6, 40kg tới 75kg. Hồng sen số 6 chốt chế Phương Dung. Chốt giùm em là hồng phấn. Anh ơi anh đưa điện thoại em điện chị Hằng cái. Chốt giùm em là hồng phấn. Xanh ngọc. Màu tím quế không có số 4, màu hồng sen không có số 6. Không. Ừ, số 6 là hồng sen. Ờ. À, là tím quế. Rồi, không có. Để kiếm bây giờ muốn lộn mắt. Rồi. Chốt giùm em là màu xanh ngọc. Xanh ngọc 1-6 giùm em, một quần bên em không đi đơn nha chị. Xanh ngọc 1-6 giùm em. Trời ơi, màu đỏ nha mấy chị. Đẹp ghê luôn, có 60.000 cái áo và bạc trơn. Form rất là đẹp, form anh em may là bao hàng. Bao cho mấy chị luôn. Chốt em là đỏ. Rồi em xuống like nha mấy chị. Đỏ nè, thử xem một cái màu đỏ. Một xanh ngọc số 3 cho chị Nguyễn Thảo My. Có làm cườm không chị Thảo My? Để em kết xong mấy cái áo này em chụp lên. Xanh ngọc với đen số 3 cho chị Nguyễn Thảo My. Xanh cái này là xanh. Có thiếu nó vô với con này. Đỏ. Phương Dung hồng sen số 6. Đen với xanh ngọc. Tím quế với hồng sen số 4 nè. Cho Hà Kim Liên. Dạ thiếu một cái áo màu tím đi, chốt cá màu hồng trước đi. Tối 7:30 chị bán. Rồi là em tăng cường like buổi tối. Ok chị Hương Nguyễn, kết cường chị Liên Lê ha. Rồi áo tím cà số 2. Áo đen số 2 chị Hương Nguyên. Áo trơn mà kết cường không đẹp trả em thiệt. Tím cà với đen. Cơm là công 10.000 kệ đi, kiếm công chuyện cho mấy cô lớn tuổi làm. Quần trắng số 5 chốt chị. À Diễm Thúy. Quần trắng số 5. Để liên lắc lấy cũng được. Em thấy lô này có màu xanh dương là đẹp. Mới thêm lô xanh dương. Rồi em xuống like ha. Em tranh thủ em kết cườm cho các chị. Muốn mua màu nào em thử lại cho. Nãy thử màu gì ta? Màu nào chưa thử đi. Chết cao đi. Ở đâu có đồ giới mới này. Của hàng của chị Liên Lê là cắt cườm hết hả chị? Cắt cườm lên đẹp lắm. Rồi chốt em tím cà. Trời tím cà này số mấy vậy? Ok chị Nguyệt, cắt cườm áo vàng đỏ tươi số 3 cho chị Liên Lê. Ok chị, khi nào hả? Chị nào không có nói kết cườm em đâu có kết gì chị. Chị nào dặn em á. Xanh dương số 3 kết cườm đó nhưng chị An Nhiên á. Cái nào kết cườm để kết cườm cái rồi em biết à. Trời ơi, màu xanh này mình lên kết cườm chắc xỉu luôn á. Lát em kết đủ áo số 1 em bán chụp hình cho mấy chị. Cà 4 thì chị Liên Lê. Xanh ngọc hả? Em mới mặc á.
4 không có luôn. Trà 4 thì chắc chung với cái cọc đó. Hai màu tím là không có. Ừ, đúng rồi. Rồi. Hai cái số 3 kết cường. Cái số 4 dạ ok chị Liên Lê. Rồi xanh ngọc đây. Xanh này nó ngọt còn hơn em. Xanh nó ngọt hơn em nó mới chết. Đẹp chưa? Quá xanh. Em đang mặc là tím cà. Ngọc một chút cái kim anh. Chốt giùm em vàng tươi. Trời ơi lấy cái màu vàng mới chết đẹp quá trời. Đúng cái màu vàng của cái hoa mai mùa Tết mình luôn. Mua cái màu vàng để Tết mặc mấy bạn. Quá trời rồi tự nhiên nổi ốc luôn ý. Kìa ý. Cái màu vàng đẹp. Xuất sắc cái màu vàng này luôn. Thì luôn á trời. Lâu lắm mà mới về được cái màu vàng mà ưng ý ghê nơi luôn. Một cái áo gì mà mai có 60 ngàn. Trời trời nó rẻ thúi luôn mấy bạn. Tiếng Quế số 1 kết cường đi chị Nguyệt. Cắt cườm em dục ra đằng sau lưng. Đó, cắt cườm em dục ra ngoài đó. Trời ơi, màu vàng. Chút xíu em kết đủ 10 màu áo em đăng Facebook cho mấy chị. Chị nào thích kết cườm thì vô đó hơi coi hình ha. Nhìn là nó sang liền luôn. Không có nói gì trơn, nhìn lên nó sang. Màu vàng này đi, màu vàng ở ngoài rất là đẹp luôn, thật sự. Mê quá, cái màu hồng này nè. Ai cũng giờ màu vàng với màu hồng nè. Hồng này giống như hồng dạ quang. Anh lấy điện thoại chụp em. Ủa, lấy điện thoại chụp em cái màu vàng này đi anh. Anh ơi, anh chụp em cái màu vàng này đi anh. Lẹ đi em năng lượng nè. Ừ. Rồi chốt em màu hồng. Hồng tươi nha. Hồng dạ quang luôn. Rồi chốt giùm em. Đỏ tháo quá còn nhiều nước quá cho uống lại miếng đi. Chụp em lấy tượng khúc này lên thôi. Không cần lấy hết nguyên mình, cứ tới đây cũng được. Đẹp không? Ủa kệ người ta đi trời. Kỳ cục kỳ cơ không ý. Không được. Rồi bà ba. Bà ba xanh lá thêu. Bộ số 2 95.000 hoa sen. Chà, có chừng hết nha, hoa lá đó. Để em coi. Tại vì hôm qua có chị kia chứ cũng lấy lá 2. Đúng rồi, cái mẫu hoa sen đó. Số mấy? Số 2. Trời ơi, trời, cái mẫu số 1 này nó đẹp. Màu vàng đẹp quá. Màu hồng đi chị Kim Anh, nãy giờ bà chưa có lấy hồng tươi nè, hồng tươi đẹp lắm á chế thiệt. Lá 2 để coi còn không. Tại sáng thấy hình như còn bộ chị kia chứ lấy rồi mà không biết. Còn bộ phải không? Rồi ok chốt đi chị Nguyễn Thị Phê. Trời đất ơi, trời anh ơi. Đứng từ xe bà cơi kìa. Trời ơi trời. Chốt em hồng tươi. Xuất sắc giai tỳ nữ luôn. Quá xuất sắc. Em cảm ơn chị Thi nha, đẹp ha. Mà chị lười quá, chị không đi đâu hết trơn. Rồi chị Bích Hợp, hồng tươi với màu vàng kết cường. Số 3 cho chị Bích Hợp. Bích Hợp. Hồng tươi với màu vàng, trời ơi trời. Chế này bà, chế này cái sở thích bả giống em nè trời. Màu nó nổi là em hốt liền luôn. Trời ơi, bật màu hồng nè. À có lấy rồi hả, ok. Đẹp quá à, hồng tươi. Sắc luôn. Xinh sắc gia thì nữ luôn. Trời ơi. Có 60 ngàn hả chị yêu ơi. Lấy 30 áo tới 50 áo thì giá 50. Chốt chị em báo cho like luôn không sợ ai chứ. Rồi chốt em hồng. Hồng tươi nha. Tại vì em có hồng sen nó đậm hơn chút xíu. Có kết cườm luôn. Kết cườm cho sĩ luôn. Sĩ nào muốn kết cườm thì báo em kết cườm. Yến ơi, em xuống mấy cái đó thì em treo cái này lên đủ màu chị áo số 1 đi. Lấy cái bông mới. Ha. Như áo chưa khui, áo khui này đang lát chị kết cườm. Hiểu không?
treo hết chị, chụp bản màu báo sĩ. Dạ đen đủ xay chị, đủ xay luôn tới số 675. Ủa? Trời ơi. Rồi em xuống lê like nha mấy chế. Để em đúng cười. Để em chụp Facebook em báo. Nói em nói cái gì nó cũng cười luôn á. Tháng này trừ lương nó 500. Nè màu tím. Thôi rồi thôi nha. Em xuống like à, để em đi kết cường. Có mặt có quần thôi, cái lột tay chắc chết. Chị nói xong báo chị chụp hình nha. Rồi em xuống like nha mấy chị, ai điện em quá trời quá đất rồi mấy chị ơi.